Tiên tri báo trước cực chuẩn xác, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, các tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ, thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Ất Mão phất lên như diều gặp gió, đúng trong 7 ngày tới đây, từ nay hết khổ, đổi đời giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời, kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người, quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra, dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo luân hồi, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có. Thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Cuộc đời của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trải qua nhiều đắng cay, vất vả đủ đường. Nhưng theo thông tin mới nhất từ các bậc thầy tử vi huyền học cho biết, trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ được các tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà đổi đời phát tài, làm đâu thắng đó, trúng số cực to, an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Vậy, vận trình của con giáp này diễn biến như thế nào? Công danh, sự nghiệp có biến động gì? Tình duyên, gia đạo, sức khỏe có sóng gió gì không? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi nội dung luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh 1975 sắp tới sẽ như thế nào, thì Minh Đường tử vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Ất Mão sinh 1975 có điều gì nổi bật ngay sau đây. Ất Mão 1975 là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Ất Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế. Nhìn xa trông rộng, người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Ất Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Ất Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Ất Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Ất Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính, kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm, ế nhị, trực quan sinh, động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Ất Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Ất Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với Ất Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Ất Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường, họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh.
Ất Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, Ất Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, Ất Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng, sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Ất Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy, làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định, bất di bất dịch. Người tuổi Ất Mão đã theo đuổi điều gì là theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị. Người tuổi Ất Mão nói chung không thích tranh đấu, có lối sống bình yên, ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân. Đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng, sẽ đạt được nhiều thành công. Nam mệnh tuổi Ất Mão rất ân cần, lịch sự, lời nói, cử chỉ luôn hòa nhã, khiến mọi người luôn khâm phục sự thông minh, cơ chế, vì rất tự tin, nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức, vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi lúc họ trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống, không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng được an toàn. Nói tóm lại, họ sẽ vượt qua mọi trở ngại trên đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, nhưng khi cần, họ vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cuộc sống, họ luôn tìm cách né tránh xung đột, mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Nữ mệnh tuổi Ất Mão luôn hiền diệu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của cuộc sống cho con giáp tuổi Ất Mão sinh 1975. Trong 7 ngày tới, cụ thể vận trình diễn ra như sau. Xét về phương diện tài lộc, xem Tử Vi nhận thấy rằng, cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài vận trong 7 ngày tới của người tuổi Ất Mão cũng có xu hướng tăng. Tam hội là yếu tố thúc đẩy khiến bạn bắt tay vào công việc, nên việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính. Thời điểm này, bạn gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu. Nhờ vậy mà nhiều tranh cãi bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm về tay tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể. Thậm chí nhờ hợp sức với nhau mà đôi bên có thể hoàn thành các dự án lớn vô cùng nhanh chóng và chất lượng. Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu cho các mối đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ, bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều hợp đồng lớn nhỏ, bỏ túi không ít lợi nhuận. Người buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn tự do cũng có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất thai, vận khí còn yếu ớt, làm gì cũng cần tiến hành từng bước chậm nhưng chắc, còn hơn là nhanh mà bất ổn. Đa số tuổi Ất Mão giỏi kiếm tiền, nhưng kỹ năng quản lý tiền bạc, tài chính lại không tốt, vì thế rất khó tích lũy cho tương lai. Bản mệnh nên cân nhắc để rèn luyện thêm kỹ năng này. Có câu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu nhìn ra tiềm năng ở công việc hay hạng mục đầu tư nào đó thì mạnh dạn tiến hành, đừng quá do dự, kẻo bị tuột mất cơ hội kiếm bạc triệu. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tam hợp cục xuất hiện, kết hợp với các tinh chính quan, người tuổi Ất Mão đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế ngoạn mục theo chiều hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc đều được xử lý ổn thỏa,
Chẳng những vậy, Nguyệt Lệnh Lâm Mục Dục còn mở ra nhiều mối nhân tốt đẹp cho người tuổi này, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bạn có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng sẽ khiến Ất Mão sẵn sàng mở lòng với mọi người. Hơn thế nữa, những chú mèo còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến. Nhìn chung, trong 7 ngày tới, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão không được tốt cho lắm do chịu tác động của Bạch Hổ hung tinh. Tuy nhiên, trong thời gian này, cảnh báo quả huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy, bản mệnh đặc biệt chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay để tránh sự cố ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì bạn cũng nên đi khám chữa kịp thời. Còn nếu bạn chần chừ để thời gian kéo dài quá lâu thì bệnh dễ trở nặng, đến lúc đó sẽ tốn tiền bạc và công sức chạy chữa hơn nhiều. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng nên chú ý đến việc nghỉ ngơi. Đừng nên làm việc quá sức, khiến tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, xem tử vi trong 7 ngày tới cho thấy, nhờ Nguyệt Lệnh Lâm Mộc Dục mà đời sống tình cảm của tuổi Ất Mão sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Tình cảm ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng nam, gặp tứ lục cát tinh, phương vị này cần có hoa tươi hoặc cây xanh để có thể thu hút tốt vận đào hoa, từ đó tình cảm đều hài hòa, mãn nguyện. Tiếp theo sau đây sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Ất Mão sinh 1975. Về phương diện sức khỏe, xem vận hạn 12 con giáp cho thấy, sức khỏe của người tuổi Ất Mão có dấu hiệu giảm sút trong 7 ngày tới, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống, khó tiêu, kém ngon, đau bụng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý các thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên nóng nảy hơn, chỉ một chút kích thích khách quan cũng có thể khiến bạn bùng nổ và gây hứng với người khác. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống của mình và dành nhiều thời gian hơn để thư giãn nhé. Thì phi rình rập, xem vận hạn 12 con giáp thấy rằng hòa thì phi luôn rình rập, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh cũng không nên ôm chuyện bao đồng. Đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Khi gặp mâu thuẫn với ai, tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó là nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Ất Mão sinh 1975, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết Tân Xuân. Người này dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người này được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo. Nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Vận mệnh của người này được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào,
cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc sống hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 2 âm lịch. Vận mệnh của người này tuy có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật. Tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại. Sự được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản hương quả để lại không nhiều. Anh chị em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được tay ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này khá nhát gan, thiếu sự quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 4 âm lịch. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương quả để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người. Thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ. Sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Đến tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng dượng, cựu phú một dùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí dượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì sẽ tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh. Sự nghiệp xây dựng do chính sức mình, song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế kết xù, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lởi phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời nhiều quý nhân tương trợ. Sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có, khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Ất Mão. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, vận mệnh của người này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, cứ chăm chỉ làm việc thì sẽ rất thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Người này cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân dưỡng vận,
sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mệnh hậu, vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 10 âm lịch. Vận mệnh của người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu vất vả nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp tự phát, thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức là tháng chạp, vận mệnh của người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày. Tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh gặp phải khó khăn, nhưng được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc về các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Quý vị thân mến, quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không bị xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu và tháng cô hồn phải kiêng những gì theo phong tục? Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế, theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho ma quỷ đói để ma quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7. Trong tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Du Lan. Lễ Du Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Du Lan gắn với tích về một Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ nên cử hành lễ Du Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Du Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Cúng tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn kiêng những gì?
Trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Dưới đây là một số tục kiêng trong tháng cô hồn và lý giải về chúng. Tháng cô hồn kiêng đi chơi đêm. Dân gian tin rằng vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ, cô hồn được trở lại cõi trần. Đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm, khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất, để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. Kiêng nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chuột quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. Kiêng đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt, không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi dây lấy bạn để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế, việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. Kiêng ăn dụng đồ cúng cô hồn. Trẻ con ăn dụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cỗ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cỗ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. Kiêng chi khoản tiền lớn. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiêng xuất tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lộc. Với tháng cô hồn, sự kiêng cử này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền, người ta chỉ hạn chế xuất những món tiền lớn, hạn chế chi tiền trả nợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm, niềm tin của mỗi người. Dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng. Dù vậy, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Suy cho cùng, dù hành lễ ở đâu quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Con người thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào, bản thân họ cũng cảm thấy an yên. Quý khán giả thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.